khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với bản tin kinh doanh ngày 20 tháng 5 2021. Đừng quên bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những thông tin kinh doanh mới nhất trong 24 giờ qua nhé. Sau đây là những tin chính sẽ có cho bản tin ngày hôm nay. Siêu thị Imart sắp bán cho Taco. Masan bắt tay với Alibaba, người tiêu dùng có thể đi chợ với mặt online, mua nước mắm Chinsu, mì Omachi trên Lazada. Toàn thị trường rung chuyển khi Trung Quốc tuyên bố thắt chặt thòng lọng với tiền số. Lộ diện thêm hình ảnh xe máy điện VinFast Venture trước ngày mở bán. Nhiều tiền để làm gì? Doanh nhân mua hẳn đội bóng bét bảng để mình và con trai vào sân tung hoành. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Siêu thị Imart sắp bán cho Taco. Ngày 18 tháng 5 2021, tờ The Korea Times dẫn một nguồn tin từ tập đoàn Imart Hàn Quốc cho biết ban giám đốc tập đoàn này đã quyết định bán 100% cổ phần của công ty Imart Việt Nam cho tập đoàn ô tô Trường Hải Taco sau nhiều lần gặp phải khó khăn cho việc mở rộng ở thị trường Đông Nam Á. Thông qua thương vụ này, Imart sẽ không còn điều hành cửa hàng của mình tại Việt Nam nữa. Cửa hàng giảm giá sẽ được điều hành dưới dạng nhượng quyền thương mại do Taco quản lý và sẽ trả phí bản quyền cho Imart. Đại gia bán lẻ Imart gia nhập vào thị trường Việt Nam vào tháng 12 2015 và khai trương cửa hàng giảm giá đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thương hiệu này đã không thể mở thêm chi nhánh do sự chậm trễ trong việc phê duyệt kế hoạch xây dựng. Imart dự kiến Taco sẽ mở rộng quy mô chuỗi lên 10 siêu thị tại Đông Nam Á trong 4 năm tới. Masan bắt tay với Alibaba, người tiêu dùng có thể đi chợ với mặt online, mua nước mắm Chinsu, mì Omachi trên Lazada. Sáng ngày 18 tháng 5 2021, Masan công bố thông tin tập đoàn Alibaba và Barry Private Equity Asia BPEA sẽ rót vốn vào việc mua cổ phần phát hành mới của The KOX với tổng giá trị là 400 triệu đô la Mỹ, tương đương với 5,5% tỷ lệ sở hữu sau phát hành. Như vậy là sau thỏa thuận này, người tiêu dùng có thể sẽ thấy sản phẩm của Vinmart xuất hiện trên ứng dụng Lazada, cũng như có thể nhận hàng bán online trên Lazada ngay tại các siêu thị Vinmart. Hiện tại gian hàng chính của Masan Consumer cũng đã xuất hiện trên nền tảng Lazada. Tuy nhiên gian hàng này mới chỉ ở bước đầu thành lập và chỉ bán 2 sản phẩm là hộp quà Chinsu 7 món ngon và thùng 24 hộp mì Omachi. Đến nay thì Masan Consumer chưa hề có gian hàng chính thức ở các sàn thương mại điện tử khác mà chủ yếu được bán thông qua các nhà bán nhỏ lẻ. Toàn thị trường rung chuyển khi Trung Quốc tuyên bố thắt chặt thòng lọng với tiền số. Tờ Reuters đưa tin Trung Quốc đã ra quyết định cấm các tổ chức tài chính và công ty thanh toán cung cấp các dịch vụ liên quan tới giao dịch tiền số. Ngoài ra, chính phủ quốc gia này cũng đưa ra lời cảnh báo tới các nhà đầu tư về hiện tượng giao dịch đầu cơ tiền số. Dưới lệnh cấm này thì những tổ chức như ngân hàng, các kênh thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc không được phép cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ nào liên quan tới tiền số như là đăng ký, giao dịch hay kể cả thanh toán. Với thông tin mới nhất về việc Trung Quốc chính thức cấm cửa tiền số, một nhóm chuyên gia ở Fogro nhận định Bitcoin có thể sắp bước vào đợt bán tháo mạnh nhất kể từ khi cơn sốt tiền số bắt đầu vào năm 2020. Chuyên gia Rich Ross đến từ Evercore ISI cho rằng giá của Bitcoin có thể trở lại mức 40.000 đô la Mỹ so với chỉ dưới 44.000 đô la Mỹ như hiện tại. Lộ diện thêm hình ảnh xe máy điện VinFast Venture trước ngày mở bán. Còn nhớ cách đây khoảng 2 tháng, tức là vào khoảng tháng 3 2021, thông tin về mẫu xe máy điện mới Venture đã được đăng ký bản quyền với Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. So với các sản phẩm đã ra mắt trước đó như Ludo, Impact, Felix, Clara S và Fern, kiểu dáng của mẫu xe Venture cũng không có nhiều sự khác biệt lớn. Bức ảnh do gì mới nhất lần này đã hé lộ về hệ thống chuyển động của xe. Khá là bất ngờ khi mà chuyển động trên VinFast Venture mang nhiều nét với các dòng xe tay ga phổ thông. Động cơ này được dự đoán có thể đi được 100km sau mỗi lần sạc đầy và sẽ tích hợp hệ thống phanh chống bó ABS. Nhiều khả năng, VinFast Venture có thể sử dụng hệ thống chuyển động vô cấp dẫn động bằng dây đai kết hợp cùng với các bánh răng dẫn động. Nhiều tiền để làm gì? Doanh nhân mua hẳn đội bóng bét bảng để mình và con trai vào sân tung hoành. Mua cả một đội bóng trong bất kỳ môn thể thao nào có vẻ như là một việc khá là thú vị. Tuy nhiên thì không phải lúc nào người mua cũng làm việc đó với mục đích là kinh doanh. Và đó chính xác là điều mà một người đàn ông Trung Quốc đã làm. Triệu phú Trung Quốc He Shih-hoa hiện tại là cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ bóng đá Jibok Kuju. Trong một trận đấu bóng với đội Sichuan Junior, He Shih-hoa được tung vào sân ngay trước phút bù giờ trong áo thi đấu số 10.
vị triệu phú này thậm chí còn đưa cả con trai mình vào sân. Theo TUDN, He Si-hua muốn đảm bảo rằng con trai mình có mặt trong đội hình xuất phát của Jibok Kuju nên đã dùng quyền lực của mình để xí chỗ. Theo truyền thông Trung Quốc, con trai của He nặng 126kg thi đấu rất mờ nhạt trong những trận đấu được đá chính. Đây rất có thể là nguyên nhân khiến cho Jibok Kuju chỉ giành được một điểm qua 5 trận đấu và hiện đứng ở vị trí cuối bảng. Các nhà khoa học tạo ra chip đơn nhỏ nhất thế giới nằm gọn trong mũi kim để tiêm vào cơ thể. Các thiết bị điện tử ngày nay càng được thu nhỏ và mở ra một số khả năng thú vị khi nói đến những gì mà chúng ta có thể đặt trong cơ thể để theo dõi và cải thiện sức khỏe của mình. Các kỹ sư tại Đại học Columbia đã chứng minh một phiên bản khó tin của công nghệ này, phát triển hệ thống chip đơn nhỏ nhất từng được tạo ra, được cấy vào kim tiêm dưới da để đo nhiệt độ bên trong cơ thể và có thể còn hơn cả thế nữa. Từ các thiết bị cấy ghép cỡ bọ rùa theo dõi nồng độ oxy trong các mô sâu trong cơ thể cho đến các cảm biến nhỏ bé theo dõi các tín hiệu thần kinh trong thời gian thực, các nhà khoa học đang đạt được những bước tiến to lớn khi nói đến chức năng của các thiết bị điện tử nhỏ bé. Thiết bị cấy ghép do kỹ sư Columbia phát triển đã tạo ra một bước đột phá mới là hệ thống chip đơn nhỏ nhất thế giới, là một mạch điện tử với đầy đủ chức năng với tổng thể tích nhỏ hơn 0,1mm khối. Với kích thước này, nó nhỏ như một con mạt bụi và có thể chỉ nhìn thấy được dưới kính hiển vi. Con chip nhỏ bé này đòi hỏi một số cách vận hành đặc biệt trong giao tiếp và được cung cấp năng lượng. Các nhà khoa học thì tưởng tượng những loại chip này sẽ được cấy vào cơ thể người và sau đó truyền đạt thông tin không dây về những gì mà chúng đo được thông qua sóng siêu âm. Ở dạng hiện tại, điều này chỉ giới hạn ở nhiệt độ cơ thể, nhưng các khả năng khác bao gồm cả huyết áp, mức đường và chức năng hô hấp được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong tương lai. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.